Team VB Citizen. Khác với mọi khi thì hôm nay Team sẽ không up một video cover mà là một video trả lời những câu hỏi các bạn đã inbox hỏi Team trong thời gian qua, hoặc là những câu hỏi đã được đăng trên group mà chúng ta thường giao lưu. Đường link group thì có trong phần mô tả nhé. Nội dung của video lần này sẽ là những tâm tư, những thắc mắc, những đắn đo của các bạn khi chuẩn bị đến với bộ môn Team Xem. Bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu thôi. Vào cuối năm 2015 thì Team bắt đầu đi học đàn tranh. Học được khoảng 4 tháng thì Team nghỉ tự tập ở nhà. Đến tháng 3 năm 2017 thì Team mua cây đàn Ngô Sen này về và tự học đến bây giờ. Câu hỏi này được rất là nhiều bạn quan tâm luôn. Đàn tranh và đàn Ngô Sen thì cái nào dễ học hơn? Sau đây thì Team sẽ đưa ra những yếu tố cần thiết để bạn dễ dàng tiếp cận với cây đàn mà bạn mong muốn học hơn nha. Yếu tố đầu tiên đó chính là thể loại âm nhạc. Nếu như bạn thích thể loại bolero, bạn thích dòng nhạc quê hương thì bạn nên chọn cây đàn tranh. Còn nếu như bạn thích nhạc hoa, bạn thích những tác phẩm có thể tự đềm, tự phối thì bạn nên chọn cây đàn Ngô Sen. Trong quá trình mà Tiên tự học đàn tranh á, thì Tiên thấy là không phải bài nào khi đàn lên đàn tranh nghe nó cũng hợp. Điển hình là bài Anh Cứ Đi Đi mà Tiên đã từng quay video. Thật sự sau khi mà đàn á, Tiên nghe nó rất là fail luôn. Nhưng mà Tiên vẫn giữ lại trên kênh YouTube của mình. Nếu như bạn có đi ngang qua kênh của Tiên, có vô tình nghe được cái clip đó thì bạn có thể rút ra được những kinh nghiệm cho mình trong quá trình học đàn tranh hoặc là học Ngô Sen. Còn đối với cây đàn Ngô Sen thì đến thời điểm hiện tại Tiên học, Tiên cảm thấy là chưa có bài nào mà cây đàn Ngô Sen không thể đàn được hết. Yếu tố thứ hai đó là âm sắc mà bạn muốn cây đàn của mình vang lên như thế nào. Đàn tranh thì thường có âm sắc là sắc nè, bén nè, nghe réo rắt, vui tươi. Còn cây đàn Ngô Sen á thì nghe trầm, ấm, dịu dàng, nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà nó như vậy không có nghĩa là Ngô Sen không có những dòng vui tươi, sắc bén đâu nha. Vẫn có. Tuy nhiên cái độ sắc bén của đàn tranh và đàn Ngô Sen cũng có sự khác biệt rất là lớn. Thứ ba, mặc dù là yếu tố này đứng vị trí thứ ba nhưng mà tầm quan trọng của nó cũng không kém hai yếu tố trên đâu nha. Đó là vấn đề tài chính. Nếu như cần 2 đến 5 triệu là bạn có thể sở hữu một cây đàn tranh khá ổn, thì đối với Ngô Sen bạn cần 7 đến 8 triệu cho việc bắt đầu làm quen với nó. Nếu như bạn chưa đủ về tài chính, bạn có thể mua một cây Ngô Sen mini, cây Ngô Sen size nhỏ hơn. Nhưng đó chỉ là biện pháp chữa cháy tạm thời. Nếu như bạn muốn gắn bó lâu dài với nó thì bạn cũng cần phải mua một cây full size. Câu trả lời là hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, bạn phải lưu ý một vấn đề, đó là đàn tranh và đàn Ngô Sen có những kỹ thuật hiểu là giống nhau, như là V nè, rung, nhấn. Nhưng thủ pháp để tạo nên các kỹ thuật ấy trên hai cây đàn là hoàn toàn khác nhau. Nếu như bạn đã từng học qua cây đàn tranh thì Tiên cam đoan 99% rằng bạn sẽ mang những thủ pháp mà bạn học được áp dụng lên cây đàn Ngô Sen. Hay nói cách khác là bạn đang đàn đàn tranh trên Ngô Sen chứ không phải là đàn đàn Ngô Sen. Riêng về cái vấn đề này á, thì Tiên sẽ thực hiện một video clip riêng ha, phân tích rõ hơn những sai lầm mà chúng ta thường hay mắc phải. Còn nếu như bạn chuyển từ đàn tranh qua Ngô Sen thì cần một khoảng thời gian để chúng ta phải học lại, tập lại các thủ pháp ấy nha. Vấn đề tiếp theo đó là làm sao để chọn được một em Ngô Sen về đồng hành với chúng ta. Như câu hỏi trước thì Tiên đã đề cập đến một số yếu tố. Khi bạn chọn đàn thì bạn cũng hãy lưu ý những yếu tố đó nha. Thứ nhất, bạn hãy định hình lại phong cách bạn muốn hướng đến là gì. Âm thanh mà bạn muốn cây đàn của mình vang lên ra sao. Nếu như bạn thích sự trầm, ấm, nhẹ nhàng, sâu lắng thì bạn có thể chọn đàn của hãng Đôn Hoàng,
của hãng Kim Vận hoặc là Chinatown. Còn nếu như bạn thích sự vui tươi, sắc bén thì bạn có thể chọn đàn của hãng Quỳnh Hoa hoặc là hãng Chu Tước. Về giá cả thì muôn hình vạn trạng, bạn cần giá nào cũng có hết. Tuy nhiên là mình cũng đã có lưu ý rồi, nếu như chúng ta muốn có được một cây đàn gọi là ổn để bắt đầu chơi thì hãy chọn cây tầm từ 7 triệu trở lên. Nếu điều kiện kinh tế quá khó khăn thì chọn một cây Wilson Mini là một trường hợp bất đắc dĩ thôi nha các bạn. Có được một cây Wilson rồi, vấn đề tiếp theo là chúng ta sẽ học ở đâu và học như thế nào. Một số bạn thì chọn cách là đến những trung tâm, các trường lớp đào tạo để được thầy cô hướng dẫn. Điều này có ưu điểm là bạn sẽ tiếp cận nhanh hơn đối với cây đàn Wilson. Còn nếu như chúng ta không có nhiều thời gian thì chúng ta có thể chọn cách là tự học. Riêng với bản thân Tiên thì Tiên hoàn toàn tự học Wilson. Khá là khó khăn cho những bạn tự học bởi vì chúng ta có thể bị chán nản trong những ngày đầu học Wilson. Vì bắt đầu không có thầy cô, không có bạn bè, phải tự thân mình làm mọi thứ thì dễ dẫn đến việc chán và bạn bỏ luôn cái đàn Wilson qua một bên. Tuy nhiên, bạn hãy nhớ rằng dù cho bạn có đến trường lớp học thì để đàn hay đó cũng là một quá trình tự học và đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng rất dài. Do đó, nếu bạn có ý định tự học thì hoàn toàn có thể yên tâm là mình tự học được nhé. Bạn không có thời gian và bạn quyết định là tự học Wilson, vậy thì lộ trình dành cho những người tự học là như thế nào? Gồm có những yếu tố sau đây, bạn theo dõi nha. Đầu tiên đó là kiến thức nhạc lý căn bản. Để làm gì? Khi bạn nhìn vào xiết nhạc, bạn có thể hiểu được những điều mà xiết nhạc đang thể hiện như là nhịp nào, phát nào, cao độ, trường độ, vân vân. Thường thì mình thấy là trong quá trình tự học, các bạn sẽ chọn những ca khúc mà mình đã quen thuộc, mình đã biết đến để tập đàn. Tuy nhiên một ngày nào đó, nếu bạn muốn thử sức với những bài hát mà bạn chưa từng gặp bao giờ, nếu như không có kiến thức nhạc lý căn bản thì đó là một điều vô cùng khó khăn. Yếu tố thứ hai mà bạn cần phải trang bị cho mình đó chính là kỹ thuật. Nếu như nhạc lý căn bản sẽ làm cho bạn đàn đúng một ca khúc thì kỹ thuật sẽ làm cho bạn đàn hay ca khúc đó. Theo như trong quá trình tự học, Tiên thống kê thì có khoảng gần 200 kỹ thuật, một con số khá là nhiều, nhưng hoàn toàn có thể tự học được, bạn yên tâm về vấn đề đó nha. Yếu tố thứ ba đó là bạn phải trang bị cho mình một kho xít để có thể đàn những bài hát mà bạn mong muốn. Bên cạnh đó là chúng ta tham gia vào những group giao lưu, học hỏi, chia sẻ thêm những kinh nghiệm từ những người đi trước hoặc là những bạn đang tự học giống như chúng ta. Vừa rồi thì Tiên đã chia sẻ những thắc mắc mà các bạn thường gặp trong những ngày đầu đến với bộ môn Wilson. Trong thời gian sắp tới thì Tiên sẽ ra nhiều video clip hơn nữa chia sẻ về quá trình tự học của mình cũng như là lộ trình dành cho những người tự học Wilson về nhạc lý, về kỹ thuật. Do đó là bạn nhớ subscribe kênh YouTube của Tiên để theo dõi những video tiếp theo cũng như là ủng hộ những sản phẩm mới nhất của Tiên nha. Trong quá trình tự học thì chắc chắn là có những điều sai sót. Chính vì vậy mà Tiên cũng mong nhận được những phản hồi từ các bạn để chúng ta hoàn thiện hơn, tiến bộ hơn trong quá trình tự học Wilson của mình. Nếu như có những thắc mắc gì, bạn có thể comment bên dưới, Tiên sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại.